út, siêu quậy, nhớ anh Tư và sự nhỏng nhẽo, đáng yêu. Anh Tư nè, ủa sao anh Tư trong đó vậy? Ảo thật đấy. Nhớ út quá à, mai út Tư về chơi út nha. Đưa điện út nói chuyện, anh Tư xỉu đi, anh ba, sao anh Tư chưa về với út? Anh Tư không nhớ út hả? Út nhớ anh Tư nè. Hung kìa, hung kìa cả ông hung cho tao không? Ờ. Ông thoại hung kìa. Anh Tư về. Không anh Tư ơi. Không anh Tư ơi. Bấm tá lạ. Mất đưa điện thoại. Cô kêu anh Tư về. Sao anh Tư về chở út đi chơi vậy? Mà sao anh Tư chui vô đó vậy à? Sao không về mà ở trong điện thoại lâu quá vậy anh Tư? Mà lấy anh Tư ra chơi với út đi. Anh Tư ra đây chơi, sao ở trong đó hoài vậy? Anh Tư ở trong đó út không chơi với anh Tư đâu. Không nói chuyện nữa. Có về thì về, không về thôi, không chơi quá. Nói chuyện với Tư đây. Nói chuyện với Tư đây. Không về thì sao đừng gọi nữa. Sorry. Về không về gọi làm gì? Không về út đánh em cái anh Tư luôn. Út đánh em cái anh. Mà đem đi chỗ khác đi. Út không vừa giàu. Này chỗ khác đi mà. Không về gọi hoài. Giận rồi. Giận rồi. Nó nghe thôi, nó giận rồi thì đưa đi. Bé gì. Nó giận rồi quen. Nó tức rồi. Dạ bà tức rồi, để anh nghe lại tức đó. Đi hoài đi, báo hoài nếu sao. Đi báo hoài sao anh tức.